Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một lô gốm Nam Bộ xưa nha. Hàng lái thiêu. Nói chung là hàng lái thiêu là toàn bộ là hàng lái thiêu không. Với lưu đồng nha cô chú anh chị mình ha. Đó, với tranh tranh tàu xưa để giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Đây là mã số 1A đầu tiên. Một cái chậu. Chiều cao là 2 tấc 4 nha. Đó. Phủ bì là 32. Lọt lòng là 26. Chậu này chậu lái thiêu nha cô chú anh chị mình ha, tuổi đời là khoảng cái tầm khoảng 6-70 năm. Em bao cho cô chú anh chị mình luôn. Đồ này nó già đồ lắm rồi. Đó, đây có một đường tóc của nó nha. Đó, hai đường tóc. Đó, đây nhưng mà nó quả biến rất là đẹp, không có mắc thịt nha. Này là dính băng keo thôi chứ không có gì hết. Đó, không có mắc thịt. Còn cái lỗi bên đây là lỗi lò nè cô chú anh chị mình xem giùm em nha, chứ không phải là đường nứt. Đó, nếu mà đường nứt thì nó khác, còn lỗi lò mà nhìn là mình biết liền nha. Đó, cũng còn liền lạc là lặn luôn. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600.000. 600 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây tới mã số 2A. Đó chính là một cái chậu cũng lái thiêu luôn. Chiều cao là 28, phủ bì là 39, lọt lòng là 30. Lọt lòng là 33 nha. Đó. Chậu này thì người ta có sửa lại nha, cô chú anh chị mình xem là một hai đường xi măng nha. Đó, nói chung là chậu này nó cũng rất là tệ rồi. Đó, nhưng mà được có cái là nó không có mắc thịt nha cô chú anh chị mình nha. Vẫn xài tốt, về cô chú anh chị mình đánh bóng chùi rửa lại cái thôi là rất là đẹp. Mã số 2A em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600.000 em bao ship toàn quốc nha. Mã số 3A. Đó, một cái lu nha, lu lái thiêu. Tuổi đời là cũng khoảng 5-60 năm trở lên rồi nha, không có dưới. Chiều cao là 30. Đó, đường kính miệng lu là 2 tấc 3. Chậu này cũng có liền lạc còn khá là cao nha cô chú anh chị mình ha. Lành tích cũng được 90%. Đó, rất là đẹp. Lu này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó. Lu này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 800.000 bao ship toàn quốc nha. Đây tới mã số 4A. Đó. Chiều cao cũng là 3 tấc 1 luôn. Đó, lọt lòng miệng là 2 tấc 4. Mã số 4A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 5A. Đó, chính là một cái chậu nha. Đây cái chậu bách hoa rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình nha. Chiều cao là 2 tấc. Phủ bì là 29, lọt lòng là 24. Mã số 5A. Tỷ lệ bên đây là chắc có sửa lại nha cô chú chị mình ha. Đó. Đây là một đường tóc nè, nó sửa lại nè, bên đây một đường nó tóc nè, sửa lại luôn nè. Là hai đường. Đó, còn đế thì còn rất là đẹp. Đây mã số 5A. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600.000 bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 6A cũng là hàng lái thiêu luôn. Chiều cao là 2 tấc 2, phủ bì là 34, lọt lòng là 27. Mã số 6A. Đó, cái này là lỗ thoát nước người ta đục nó hơi rộng tí xíu nha quý anh chị mình ha, nhưng mà không sao hết. Vẫn xài ok nha. Vẫn để cây bình thường. Đó, chậu này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600.000 luôn, em bao ship toàn quốc nha. Đây mã số 7A. Nói chung lô này thì đồ đã người ta lựa hết rồi. Đó, giờ còn một vài chục cái này nó hơi tóc nhẹ nhẹ nha. Em bán giá rất là mềm cho cô chú anh chị mình, về có sử dụng được thì ủng hộ giùm em nha. Mã số 7A. Chiều cao là 2 tấc 8, phủ bì là 37, lọt lòng 30. Đó, chậu này thì có một tóc, một đường, hai đường nha cô chú chị mình ha. Một đường từ đây xuống đây. Đó, từ trên xuống dưới luôn, xéo qua bên đây luôn. Đó, mã số 7A. Nó tóc cũng khoảng cả 3 đường nha cô chú chị mình nha. Đây, còn cũng rất là liền lạc, nói chung là không có mắc thịt. Những cái chậu này có tóc, có tóc hết trơn nhưng mà nó không mắc thịt nha. Nhưng mà tuổi đời của nó thì rất là già rồi. Đó, tuổi đời của nó khoảng 5-60 năm trở lên, không cái nào cũng vậy. Đó. Cái này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 8A.
chiều cao 31, phủ bì 38, lọt lòng 30. Chậu này thì còn liền lạc lành lặn được 90% nha, canh một tiều phu. Đó. Đây cái tích của nó là canh một tiều phu nha của chú chị mình ha. Cũng rất là hay. Những cái nhám này nè của chú chị mình thì có thể đi về lấy giấy nhám á, mình sạc nó ra hết trơn à. Đó, tại vì theo thời gian năm tháng nó bị bụi đồ đó, nó đóng vô. Đó, mình giấy nhám mình sạc nhẹ là nó ra hết trơn à, men rất là tốt. Chậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 9A. Chiều cao là 3 tấc 1, phủ bì là 50, lọt lòng là 39. Đó, bên đây tóc gió một đường nha. Bên đây một đường nó là hai đường nha cô chú anh chị mình nha. Rất là đẹp. Đây hàng liền lạc lành lặn luôn. Đế là khỏi chê. Đế là còn nguyên nha. Chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 900.000 bao ship toàn quốc nha. Đó. Mã số 10A, một cái chậu hàng lái thiêu già nha. Chiều cao là 2 tấc 6, phủ bì là 37, lọt lòng là 30. Đó, mã số 10A. Đây cái tích của nó là mai lan cúc trúc nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp. Đó, cũng tóc gió một hai đường nhưng mà ta làm lại rồi. Đó, một đường, hai đường, ba đường nha cô chú anh chị mình ha. Liền lạc lành lặn luôn, không có mất thịt. Cái này về mình đánh bóng là cái nó rất là đẹp. Đó, tại vì em không có mờ thời gian để em đánh bóng lại cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, bữa cô chú anh chị mình thông cảm giùm em. Mã số 10A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 11A, một cái chậu lái thiêu màu xanh ngọc rất là đẹp. Chiều cao 3 tấc 4, phủ bì là 55, lọt lòng của nó luôn là 43. Chậu này lành tích cũng được 90% nha cô chú anh chị mình ha. Màu xanh ngọc rất là đẹp. Rất là nặng nha. Rất là dày. Đó, về cô chú chị mình sạc cái nhám nhẹ chỗ này thôi. Đó, hoặc là mình tẩy nó cũng ra nữa. Men này thì em bao cho cô chú chị mình là men xưa rồi, khỏi sợ nha. Nó không có chày. Nó cũng không có mờ ố nữa nha. Đó, càng sạc ra thì nó càng bóng, càng đẹp thôi. Đó, cái này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 1.700.000. 1.700.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 12A. Chiều cao là 2 tấc 7, phủ bì là 40, lọt lòng là 32. Đó, chậu này thì tóc gió được 4 đường nha. Tóc gió nhẹ thôi, cũng không một đường nào nặng nhất thì từ đây qua đây nè. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đây, đế thì còn liền lạc nha. Đó, em mua sao bán gì người ta xài, người ta cột cộng dây chì, em cũng vẫn để cộng dây chì như vậy luôn. Đó, chứ thật sự là ở dưới là không có nứt, không có gì hết. Mã số 12A em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 13A. Đó, đây. Mã số 13A, chiều cao 2 tấc 9, phủ bì 36, lọt lòng 29. Đó, tóc ở đây một đường xuống đây luôn nha, mẻ dưới chân luôn. Đó. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha, bên đây một đường qua đây luôn. Đó, chậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Mã số 14A. Chiều cao là 30, phủ bì là 40, lọt lòng là 34. Tóc gió một đường từ trên xuống dưới, đây là một đường. Bên đây nó là hai đường. Đó, còn bên đây là mẻ mắt thịt. Đó, hoặc tóc qua đây là một đường, nó là ba đường. Còn những cái dấu chỗ này là những cái dính dơ thôi, của chú chị mình về mình xài á thì mình vệ sinh lại là ok, không gì hết nha. Đó, đế là còn nguyên si. Đó, chậu này thì đời đầu của lái thiêu, đời cuối của cây mai nha, rất là đẹp. Đó, tuổi đời phân cả 60-70 năm trở lên hết trơn rồi. Đó, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 14A. Mã số 15A. Chậu này cũng rất là già chậu nha cô chú anh chị mình nha. Đó, này là dính nước sơn phía bên này thôi. Chiều cao 2 tấc 8, phủ bì 36, lọt lòng 28. Bên đây là dính nước sơn thôi nha cô chú anh chị mình, chứ không có gì hết trơn nha.
Đó, mã số 15A. Đế rồi còn nguyên si là lặn luôn nha. Đó, chỉ dính dơ thôi. Đó, mình về mình xài sạc nó ra hết trơn à. Đó, đây. Còn lành tích cũng được 90%, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 700.000, bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số 16A cũng là canh mục tiều phu luôn. Đó, chiều cao 3 tấc 1, phủ bì 42, lọt lòng 32. Đó, men này men chảy nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cô chú anh chị mình thấy nó nhúng men là men chảy nha, rất là đẹp. Lành tích cũng được 90%, mã số 16A. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc nha. Mã số 17A, một chục dĩa con gà nha. Đường kính dĩa của nó luôn là 2 tấc. Đó, đây. Hàng này Nam Bộ xưa, hoa văn vẽ tay nha, rất là đẹp. Đó, cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, một chục cái này là giá 500.000 nha, em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đây, tới em có cái quay bò nha. Đó, đồng hồ quay bò, hàng này là của Đức nha cô chú anh chị mình ha. Đó, mã số 18A. Đó, âm thanh chất lượng, nói chung là những cái này thì em bao xài cho quý cô chú anh chị mình luôn. Máy này máy Đức nha. Đó, máy Đức mà em bao cho cô chú anh chị mình là nó không có tu dồn luôn, đồ luôn cũng còn nguyên si. Đó, chiều cao là, chiều dài của nó luôn là 56. Chiều cao nhất của nó luôn là 3 tấc nha. Chiều sâu vô của nó luôn á là 1 tấc 3. Đó, máy này máy Đức, hai nồi rất là đẹp. Mặt sốt thao nha. Đó. Đây, cô chú anh chị mình xem mấy một vòng nha. Đó. Âm thanh thì còn chất lượng luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Kiến là kiến mo luôn, nội mà cái kiến này không bao giờ là cũng khoảng 500-600 ngàn rồi đó nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.800.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 2.800.000. Mã số 19A. Cũng là một cái quay bò của Đức luôn nha. Đó. Hàng này thì em bao xài cho quý cô chú anh chị mình hết, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Chiều dài là 67. Đó. Bề sâu vô là 1 tấc rưỡi. Cái này chiến rồi là em đã bán cho quý cô chú anh chị mình rồi, nhưng mà tại vì lý do quả lắc của nó không đúng nha, và em không dám giao cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, sợ về cái mình giao là cái đầu á là xài không được, rồi cô chú anh chị mình cũng trả lại cho em thôi. Đó, ngày hôm nay em siêu tầm được cái quả lắc mới rồi, em gắn vô cho quý cô chú anh chị mình xài tốt, ok. Đó, em mới dám bán cho cô chú anh chị mình ha. Đó, cái này là 3 nồi cho cô chú anh chị mình nha. Hàng này máy Đức, cái này xài gông nha. Nó là 5 gông. Rất là hay. Đó. Nó xài 5 gông rất là hay, 15 phút là nó đờn một lần nha. Nếu mà em quay không rõ chi tiết thì cô chú chị mình cứ liên hệ với em chụp hình để cho em biết chụp hình rồi cho cô chú chị mình đi biết thêm rõ chi tiết nha. Những cái này thì em bao xài cho cô chú chị mình luôn thoải mái. Đó, đây cái quay bò này em giao lưu cho cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 3.500.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, tới em có một cái hàng tay gõ chuông nha. Đó, hàng này cũng là của Đức luôn. Đó, rất là hay. Chiều cao là 49. Phủ bì là bề ngang của nó là 3 tấc 7 nha. Đó, hàng này là hàng của Đức. Tay gõ chuông nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Này là hai nồi. Đó, âm thanh nó cũng rất là hay. Nó xài gông chỉ có một gông một thôi. Máy thì em bao xài ok cho cô chú chị mình luôn. Đó, thùng là thùng zin của nó luôn nha, mã số 20A. Rất là đẹp, thùng còn liền lạc lành lặn luôn nha. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 9.500.000. Đó, em thu hồi giá vốn lại luôn nha. 9.500.000 bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đó, em có một cặp đôn đá nha. Đôn mặt đá gỗ bằng gõ.
Đó. Đây, đôn đá gỗ gõ nha. Cây là bằng gõ nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Chiều cao của nó luôn là 79. Mặt đôn là 3 tấc 1, tính 3 tấc thôi, mã số 21. Đây, mặt đá nha, rất là đẹp luôn cô chú chị mình ha. Đó. Để em quay một vòng em sẽ báo thông số cho cô chú chị mình chính xác rồi nha. Đó, đố này khoảng cái cây này đố này khoảng dày khoảng có 3 phân nha. Rất là đẹp, hàng cũng còn liên lạc là lặng luôn. Đó. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, một cặp là có giá 5 triệu. Đó, bao phí ship toàn quốc nha. Một cặp có giá 5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình hôm qua đã ủng hộ giùm em hai bộ lư nha. Đây còn một bộ lư nam bộ xưa luôn. Rất là đẹp. Đó. Tuổi đời thì sau năm 75. Tầm khoảng cỡ chừng 30 năm trở lên, 50 năm trở lại. Đó, đây rất là đẹp. Đó, lư này là thì em bao đồ xưa cho cô chú anh chị mình thôi nha. Đó. Cái đế này, cái mặt sau này nó quay ra ngược lại mới đúng. Đó, đây. Tại vì cái mặt qua văn của nó là phải đưa ra đằng trước nha. Lư nam bộ, liên lạc lành lặn, không đắp giá chỗ nào hết. Đây, con lăn thủ công tay ngày xưa của chú chị mình nhìn cái mặt. Con lăn thủ công tay là nó rất là hồn nha. Đó. Đây. Để em đo nó thử nha. Từ đỉnh đầu của con lân trở xuống tới chân luôn là 64, 64 nha. Đó. Tức là 6 tấc 4 đó, từ trái đào bên đây qua trái đào bên đây luôn là khoảng cỡ 4 tấc 1. Đây, cái khuôn trong của nó thôi là khoảng cỡ 2 tấc 2. Đó, khuôn ngược lại của nó luôn là 2 tấc nha. Nam bộ rất là đẹp luôn. Cái này đánh bóng một cái là nó khỏi chê chỗ nào hết trơn nha cô chú chị mình ha. Đó. Đây, cặp chân đèn của nó luôn là trọng lượng nặng khoảng cỡ 4 kg. Cặp chân đèn 4 kg nha. Chiều cao chân đèn luôn là 45. Đây. Chân đèn rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Không có ba vớ phía trong luôn. Đó. Đồng này đánh lên nó rất là sáng, rất là đẹp luôn nha. Bỏ đó qua đây rồi. Đó. Mã số 22A. Bộ lư đồng. Trọng lượng nặng của nó luôn là 11 kg, mà mấy em tính 10 kg thôi. Bộ này là 14 kg nha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 9 triệu bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bao đánh bóng bao đẹp luôn nha. Mã số 23A. Đó chính là một chiếc xe hiệu mô tốt nha, mô sốt vậy đó. Rất là nhạy nha cô chú anh chị mình ha. Đạp một cái là nổ một cái thôi. Càng với đèn rồi còn đầy đủ luôn. Nha anh là khỏi chê chỗ nào hết. Đó. Đây em đạp lại cho cô chú chị mình xem nha. Đạp một cái là chạy một cái. Rất là nhạy, tốc độ thì khoảng cái chừng 20, 30 trở lại thôi. Đó. Đồ gin của nó khoảng được 85% nha cô chú chị mình ha. Máy móc gin của nó được 85%. Rất là đẹp. Liên lạc lành lặn luôn, vẫn xài tốt bình thường hết, kèn cũng vẫn còn. Nhanh vẫn còn, đèn nhanh, đèn trước cũng vẫn còn, sau cũng vẫn còn luôn. Đây em đạp lại cái nữa cho cô chú chị mình thấy nha. Đạp một cái là chạy một cái ha. Nói chung là em bao xài. Đó. Đây chiếc này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 15 triệu 500 ngàn. 15 triệu 500 bao phí ship 1000 cái số cho cô chú chị mình luôn nha. 15 triệu 500 ngàn. Mã số 24A. Một bộ tranh đá tàu xưa nha, thập niên 90. Đó. Đây cái tích này là cầm kỳ thi họa nha. Đó, cầm kỳ thi họa rất là đẹp. Cái tích nó là cầm kỳ thi họa tranh đá tàu xưa qua văn vẽ tay. Chiều cao là 1m2, bề ngang một tấm như vậy á là 3 tấc 7, 4 tấm nhập đại là 1m5. Cây là bằng gỗ thường thôi, đó. Đá thì dày 1 phân. Cầm kỳ thi họa rất là đẹp. Mã số 24A nha của chú anh chị mình ha. Đó, bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 5 triệu. 5 triệu một bộ bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Tranh đá tàu xưa. Thập niên 90. Rất là đẹp. Liên lạc lành lặn luôn. Có giá là 5 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh chị rất là nhiều. Anh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.